Và thưa quý vị, có một câu nói là không bao giờ là trễ để bắt đầu, diễn tả toàn bộ quá trình khám phá và theo đuổi đam mê âm nhạc của chị Nguyễn Thị Tuyến. Và đối với chị, âm nhạc không chỉ là niềm đam mê từ thuở bé mà còn là một trong những phương pháp chữa lành hiệu quả. Xin mời quý khán giả cùng thưởng thức tác phẩm Song from a Sacred Garden. Xin mời chị Tuyến. Xin được cảm ơn chị Tuyến rất nhiều.